Mình đã sử dụng cái con laptop Acer Helios Neo 14 được khoảng đâu đó chắc cũng một tháng rồi đó, kể từ cái thời điểm mà nó chưa ra mắt cho tới thời điểm bây giờ là các bạn đã thấy nó đang bán chính thức ở rất là nhiều những cái đại lý hiện nay. Khi các bạn search ở trên internet hiện tại sẽ chưa có thấy quá nhiều những cái video nói về chính cái máy này, cho nên là ok, tận dụng luôn. Mình review cho anh em về chính cái con Acer Helios Neo 14 2024, để nếu như các bạn đang có nhu cầu là mua một cái máy form 14 inch nhưng mà nó rất là gaming nha, nó không có giống những cái máy form 14 inch gần đây mà mình chia sẻ cho các bạn. Nó không có quá thiên về tính di động, tuy nhiên là nó sẽ thiên vào cái hiệu năng. Vậy thì trong video này mình sẽ nói rất kỹ cho các bạn về chính cái máy này. Cái phần thiết kế bên ngoài của Acer Helios Neo 14 á, có thể nói là nó không giống với lại những cái laptop form 14 inch mà các bạn vẫn thường hay thấy. Tức là nó không thiên về tính di động, tuy nhiên là cái máy này nó lại thiên vào cái tính gaming hơn. Nó thuộc vào một cái máy mà giống như kiểu một cái xe tăng á. Nó không phải là kiểu đẩy cái tay một cái là cái máy nó bị xê xích liền. Nó không phải như vậy, tại vì cái trọng lượng của nó là 1.9kg. Thì cho nên á, là khi các bạn cần một cái máy mà theo kiểu là đặt ở đó để các bạn đặt tay lên, các bạn sử dụng nó, các bạn chơi game đối với nó, thì các bạn có thể trải nghiệm được cái cảm giác là cái máy này nó rất là cứng cáp và đầm. Về cái phần bàn phím và trackpad ở trên cái máy này á, thì đầu tiên là về cái layout bàn phím mình thấy là rất gọn gàng ha, bởi vì form 14 inch nên là không có những cái phím numpad ở bên này, nên là khi các bạn đặt tay vào các bạn gõ thì nó sẽ rất là cân bằng của cả hai bên ngón tay. Tuy nhiên là mình không đánh giá quá cao về cái cảm giác gõ, tại vì cảm giác là phím vẫn còn hơi nông, nó nên sâu hơn chút xíu nữa để cho ra một cái cảm giác bấm phím là ok hơn. Và ngoài ra là ở trên cái bàn phím này các bạn vẫn có một cái nút quen thuộc là Predator Sense, các bạn bấm vào để có thể thay đổi một số những cái chức năng ở bên trên cái máy này, hay là thay đổi về cái chế độ chạy của cái máy. Chẳng hạn như các bạn có thể chuyển từ cái performance sang là turbo, nhưng lưu ý nha, chế độ turbo chỉ có thể kích hoạt cho các bạn đang ghim sạc mà thôi, mà nó sẽ cho ra cái hiệu năng là tốt nhất. Còn về cái phần trackpad á, thì ở trên cái máy này mình thấy là cái diện tích của nó cũng sẽ là chưa quá lớn, cái cảm giác bấm hoặc là di thì cũng đều rất là ok ha, tương đối mượt. Về cái phần màn hình của cái máy này á, thì nó đạt tiêu chuẩn của một cái màn hình dành cho laptop gaming ha. Các bạn đầu tiên á, là có cái kích thước là 14 inch và cái giá trị hiển thị màu á, thì nó đang có là 100% sRGB và 79% DCI-P3. Delta E trung bình là 1.08, cho nên là khi các bạn sử dụng cái màn hình này thì rõ ràng là đã có thể làm những công việc như là thiết kế đồ họa ở mức độ là bán chuyên rồi. Các bạn làm mấy cái video short hay là video TikTok hay là video YouTube gì đó thì không vấn đề gì hết nha. Dành cho những bạn chưa biết thì Acer hiện thời đang có cái chương trình Back to School mang tên là tốt nghiệp rồi nhận quà thôi. Khi các bạn đi mua các cái chiếc laptop của Acer sẽ được nhận cái thẻ nạp gaming hoặc là một cái thẻ mua sắm GodX cùng với lại vali Acer Predator. Cho nên là nếu như thời điểm này các bạn đang định đi mua laptop á, thì coi thử coi là trong các cái list máy của Acer như ngay tại đây thì có cái máy nào mà các bạn cảm thấy ưng ý hay là không. Về phần hiệu năng, đây là điểm sáng nhất của cái con Helios Neo 14 2024 so với lại nhiều cái máy laptop gaming 14 inch khác. Acer tại thị trường Việt Nam á, đã mang cái cấu hình cao nhất của chính cái dòng máy này về. Đầu tiên chúng ta có được CPU là Core Ryzen 985H nè. Các bạn có card đồ họa bên trong là RTX 4060 hoặc là 4070 nè. Mình test qua với hai game là Marvel Spider-Man và Cyberpunk 2077, đều là hai cái game AAA. Thì cái setting của nó và FPS của nó như các bạn đang thấy ở ngay tại đây, thì đây là cái mức setting mà mình thấy là nó hoàn toàn đủ để các bạn có thể chơi các cái tựa game AAA. Mà các bạn lưu ý nha, là ở đây mình không kích hoạt những cái tính năng liên quan tới upscale độ phân giải hay là DLSS gì hết, chỉ đơn giản là để cho nó chạy ở raw performance thôi. Cho nên là nếu như các bạn muốn chơi các cái tựa game như trên mà kích hoạt thêm những cái tính năng như là DLSS 3.5 đó, thì mình tin chắc là cái trải nghiệm của nó sẽ còn tốt hơn nữa. Còn đối với cái phần nhiệt độ và độ ồn á, thì cái con Neo 14024 so với lại những cái con máy đời trước của họ, thì mình thấy là về cái độ ồn tối đa của nó đạt được là 53 dB. Thì với cái mức này là nó đã tốt hơn so với lại những cái máy trước đây mà Acer đã từng làm ha. Và cái thứ hai đó chính là cái nhiệt độ khi mà chơi game á, thì GPU nó sẽ lên là 80 độ C, còn CPU là 85 độ C. Theo cá nhân mình thấy là đối với cái hiệu năng như trên và đối với cái mức nhiệt này là nó hoàn toàn hợp lý, không có gì bất thường cả. Tóm chung là nếu như các bạn cần một cái máy mà có thể giúp cho các bạn có thể làm edit video, chỉnh sửa hình ảnh liên quan tới 2D hoặc là 3D, hoặc là các bạn muốn chơi các cái tựa game AAA chẳng hạn như là gần đây có game Wukong đó, thì các bạn hoàn toàn có thể trải nghiệm thoải mái ở bên trên cái máy này nha. Tóm chung lại về tất cả những thứ mình đã chia sẻ với các bạn về Helios Neo 14, thì có thể thấy là cái máy này á, cái phần build của nó là một cái điểm sáng. Thứ hai là cái phần hiệu năng của nó với RTX 4060 và Core Ryzen nó cũng cho ra một cái mức hiệu năng rất là cao. Kèm thêm là cái màn hình của máy vẫn rất là tốt, các bạn có muốn edit video, làm thiết kế đồ họa hay là chơi game giải trí không vấn đề gì cả. Vậy nên là cái máy này mình thấy là nếu như các bạn là fan của Acer, các bạn thích một cái máy mà form 14 inch nhưng nó vẫn rất là cao cấp, các bạn muốn chơi game, các bạn muốn giải trí và các bạn thích cái kiểu dáng của Acer Predator, thì các bạn có thể cân nhắc là một con giống như thế này. Và link của sản phẩm mình sẽ để ngay phía bên dưới để các bạn có thể dễ dàng tham khảo hơn về giá ha. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi video, và nếu như các bạn muốn mình đánh giá hoặc là chia sẻ thêm những cái máy gì đó khác, các bạn cứ comment ngay phía bên dưới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.